Hệ thống mang điểm ưu tiên. Điểm ưu tiên là gì? Làm cách nào để sở hữu điểm ưu tiên? Với mỗi pool đầu tư được mở, Unicorn Hunter Venture sẽ công bố bảng phân phối. Phân bổ khối lượng token được mua cho từng nhóm theo bảng xếp hạng ưu tiên. Bảng xếp hạng này được gọi là hệ thống bảng điểm ưu tiên. Trong đó, điểm ưu tiên được tính dựa trên token cổ phần sở hữu trong ví MetaMask của mỗi nhà đầu tư. Điểm ưu tiên đại diện cho những đóng góp của nhà đầu tư với Unicorn Hunter Venture. Bằng chứng của những nhà đầu tư tích cực đã tin tưởng và đồng hành cùng Unicorn Hunter Venture từ sớm. Tích lũy điểm ưu tiên càng nhiều, khối lượng token bạn được đầu tư theo từng pool càng cao và bạn sẽ được đầu tư ở các vòng sớm nhất. Vậy làm thế nào để có điểm ưu tiên? Để sở hữu điểm ưu tiên, nhà đầu tư sẽ có 5 nhóm lớn gồm 9 tiêu chí nhỏ. Trong đó, từ 1 đến 4 là khi tham gia vào chương trình trở thành đối tác affiliate của Unicorn Hunter Venture và thăng hạng. Chi tiết về chương trình này sẽ được nói rõ hơn trong buổi tuyển dụng Publisher 20 giờ tối thứ 3 hàng tuần. Đầu tiên, trở thành Publisher, đối tác Affiliate Program của Unicorn Hunter Venture. Không chỉ nhận được token cổ phần, các Publisher còn có quyền mang về 15 điểm ưu tiên. Điều kiện để trở thành Publisher, bạn phải là nhà đầu tư của quỹ và vượt qua bài test trong chương trình tuyển dụng Publisher tối thứ 3 hàng tuần. Tiêu chí từ thứ 2 đến thứ 4 đòi hỏi bạn phải trở thành KOL và nhận được điểm ưu tiên khi thăng hạng. Vậy KOL là gì? KOL là mức thăng hạng của Publisher. Trở thành KOL, bạn có 20 điểm ưu tiên. KOL Level 1, KOL Level 2. Việc có những đóng góp cho cộng đồng sẽ giúp bạn thăng hạng. Mỗi cấp độ tương ứng với một số điểm nhất định. Chi tiết từng ngưỡng sẽ được Unicorn Hunter Venture giải thích trong buổi Zoom tuyển dụng tối thứ 3 hàng tuần. Ví dụ, KOL Level 1, bạn được 30 điểm. KOL Level 2, bạn được 40 điểm. Nhóm thứ 2 gồm tiêu chí 5 và 6 sẽ giúp bạn nhận được thêm điểm ưu tiên khi chia sẻ, tư vấn hỗ trợ cộng đồng, nhà đầu tư của Unicorn Hunter Venture tích cực. Điểm KOL tích cực được tính như sau. Với mỗi 100 token cổ phần tích lũy từ KOL Bonus, bạn nhận được 4 điểm ưu tiên. Điểm tích cực được tính với mỗi 100 token cổ phần bạn nhận được từ tổng KOL Bonus cộng Rep Bonus. Với cập nhật mới, điểm quy đổi cho mỗi 100 token cổ phần sẽ tăng lên là 4 điểm thay vì 2 điểm như hiện tại. 7. Điểm đầu tư. Khi trong ví sở hữu 500 token cổ phần, mỗi 100 đô bạn đầu tư chung với Unicorn Hunter Venture, bạn sẽ nhận được 2 điểm. Điểm tin tưởng. Từ pool 6 trở đi, với tối thiểu 500 token cổ phần ở mỗi pool mà nhà đầu tư sở hữu trong ví, nhà đầu tư sẽ được cộng 10 điểm. Ví dụ, bạn sở hữu 499 token cổ phần ở pool 4 và 1.000 token cổ phần ở pool 5, bạn có 10 điểm. Cuối cùng, tiêu chí thứ 9. Nếu bạn là nhà đầu tư mới tinh và muốn mang về điểm ưu tiên, Unicorn Hunter Venture sẽ có chương trình Unicorn Starter với những chuỗi các nhiệm vụ để mở suất mua cho người mới. Nhiệm vụ và điểm cụ thể sẽ được thay đổi theo từng pool và từng thời điểm, được công bố trên kênh cộng đồng của Unicorn Hunter Venture. Cập nhật mới, điểm đóng góp cho các hoạt động của Unicorn Hunter Venture. Một tiêu chí điểm mới sắp được công bố dành cho những nhà đầu tư tích cực tham gia và chia sẻ các hoạt động online và offline của Unicorn Hunter Venture. Tóm lại, sự xuất hiện của bảng điểm ưu tiên đã châm ngòi cho một cuộc chiến căng thẳng hơn cả sàn IDO. Cơ chế phân ca phân sở cộng hưởng với việc áp dụng điểm ưu tiên khiến cho suất mua trong pool sau này của Unicorn Hunter Venture sẽ càng ngày trở nên khan hiếm, cũng như đầu tư phải tích lũy đủ vốn. Muốn sở hữu các suất mua của Unicorn Hunter Venture, bạn phải tích lũy càng nhiều điểm ưu tiên, và thời điểm tốt nhất là từ ngay bây giờ.